mọi người ơi. Dạ. 11 giờ rồi đó, tính sao đây? Ừ, mình đi tiếp tầng 2 đi ha. Ờ, nghe cũng hay đó. À, mọi người, mà chúng ta còn đi nữa phải không? Ừ, thì ngày mai mình đi nhậu tiếp. Ừ, thì ngày mai mình đi nhậu tiếp. Vui đó. Đi tiếp tầng 2 nữa hả? Chỗ đó gà siêu ngon, đảm bảo vào là không muốn ra luôn. Ê, chỗ đó là siêu ngon á, đảm bảo là không muốn ra luôn. Nghe hấp dẫn vậy. Dạ, thì thôi. Đi thôi. Tầng 2. Chào quý khách. Ủa, hôm nay có mình ông chủ thôi hả? Đúng vậy. Vậy sao tụi em nhân viên bị anh lạm dụng tình dục nên nghỉ hết rồi hay sao hả? Đúng đúng, chắc là vậy rồi. Tại vậy nên giờ tôi đang tìm người làm bán thời gian. Có ai thì giới thiệu cho tôi nha. Còn bé này thì sao? Ê, chia thì không được đâu. Cổ là người mới hả? Ủa, cổ là người làm bán thời gian ở chỗ của em sao? Thấy chia xinh không? Em là chia, rất vui được gặp anh. Xin chào, chỗ tôi có nhiều đồ ăn ngon lắm, nên ăn nhiều vào nha. Hôm nay lại đặc biệt có đồ tươi ngon nữa. À, hôm nay không có mấy cô em xinh đẹp phục vụ cho nên chỉ có đồ ăn ngon thôi hả? Tôi chỉ cần đồ ăn ngon thôi. Xin lỗi nha, em có điện thoại. Ủa, bạn trai à, em nói xin lỗi thì không đủ đâu hả? Xin lỗi nha. Ông sếp em hơi lầy một chút. Em về chứ. Chắc tầm chuyến xe điện cuối. Chào nha. Nè, cô có sao không vậy? Không, tôi đang tìm đồ thôi. Cô làm rớt kính áp tròng hay sao? Không, không có gì đâu. Để tôi tự tìm được rồi. À, thì ra là vậy. Chị E, làm gì mà lâu quá vậy? Em xin lỗi. Bạn trai trách phải không nào? Cái thằng đó đúng là thằng đàn bà nhỏ bọn. Không phải vậy đâu mà. Ồ, chê được á. Vẫn còn uống được nữa kìa. Đây, gan gà và tim gà. Mới nướng nóng hổi luôn. Cái này nhìn ngon quá ha. Dạ, chúc ăn ngon miệng. Ồ, chị E, tay dính gì dơ kìa. À, khi nãy không có gì. Để em đi rửa tay cái đã. À, cho tôi xin lỗi. À, cô có sao không vậy? Có phải uống quá chén không? Trả lại đây. Trả lại đây. Trả lại đây. Chị Rurico, anh Tomo. Hình như ở đâu vậy? Ở trong nhà vệ sinh đó. Nè chị E, em sao vậy? Chị E à? Tỉnh quá rồi chứ gì. Tưởng em tỉnh hơn tụi này chứ. Quá là còn say hơn tụi này nữa. Con bé say thật rồi. Mắc cười quá đi. Em kính anh một ly. Hôm nào anh em mình đi tiếp. Công nhận hôm nay vui thiệt á. Hôm sau đi tiếp. Công nhận vui thiệt.
Chắc là mình say rồi. À, hồi nãy gặp cô rồi. Thật xin lỗi, hồi nãy cô nói cô đang làm gì đó tôi không biết. Cô tìm được chưa? Nãy say quá nên không giúp cô tìm được. Nếu tôi bình thường thì tôi đã giúp cô tìm đồ rồi. Ai mà ngờ. Đà chị à, nói làm nhảm cái gì đó à? Chị à, chắc là em say lắm rồi đó. Thôi đi, hai người cứ ngồi đó mà lo uống phần của mình đi. Em đang ngồi nói chuyện với cô gái này mà hai người cứ chọc em hoài. Cô gái nào vậy? Cô nào? Đúng là xỉn không biết trời đất. Cô bé nó vui thiệt đó. Đau bụng quá. Thịt nướng ngon thiệt à. Đau bụng quá. Vui thật. Vui ghê. Đó là gan của tôi mà. Thịt nướng ngon quá. Hả? Ngon thiệt á. Đó là quả tim của tôi mà. Đây là phần thịt đùi gà. Đây là thịt đùi của tôi đó. Ngủ quá. Hình như là mình say quá thì phải. Tụi mình bắt con bé uống nhiều quá. À đúng rồi, xin lỗi nha, bắt em đi tới giờ này mới về. À không, đây nè, của em. Đây là danh thiếp của chủ quán. Có vẻ như em muốn làm bán thời gian ở đó. Cái tên đó sẽ không bỏ qua cho gái xinh rồi nha. Xăm. Hồi nãy cậu cầu gì vậy? Mình cầu cho mình và bạn trai. À, mình cũng cầu giống vậy đó. Mai cô à? Hả? Mình mở xăm ra đi. Thấy cậu tới đền xin xăm, mình cũng bắt chước cậu xin một quẻ. Hy vọng là lần này được xăm may mắn. Vậy mình mở nha. Tên quá. Đại cát. Tốt quá. Tới lượt mình mở. Tệ thật đó. Mình phải cột lại thôi. Hiromi thì sao? Mình nhận được xăm đại cát nên sẽ giữ lại. Hình như ở đền này không có chỗ cột xăm thì phải. À, thấy rồi. Phải chỗ kia đúng không? Rồi đó. Cậu mau cột xăm vào cây đi. Vậy là xong rồi đó. Cột xăm vào chỗ đó đúng rồi. Trụ trì phải không? Đúng vậy. À phải rồi. Quẻ xăm bình thường thì cột vào cái cây đằng kia kìa. Chỗ này chỉ để cột xăm hung mà thôi. Đây là cây cột xăm hung. À thì ra là vậy. Nếu cột xăm hung vào cái cây này thì điểm xấu của người ấy sẽ biến mất. Đây là điều đáng được cảm tạ. Dành cho cái cây hung xăm này đó. Thì ra là vậy. Nếu vậy thì thật may mắn quá. Đi thôi Hiromi. Hai thí chủ xin dừng bước. Có chuyện gì vậy? Trụ trì kêu chúng tôi lại có gì không? Nhưng mà để tôi nói hai thí chủ nghe điều này.
Chuyện gì vậy? Cột hung sâm lên cây thì không có nghĩa là điệp xấu sẽ không đến, mà vấn đề là đến với ai. Trong số những người cột lên cây ấy sẽ có một người được chọn để hứng chịu hết tất cả những điểm xấu của những người khác. Người được chọn là người thứ 1000. Hả? Cô vừa là người thứ 1000 được chọn rồi đó. Hả? Gì vậy? Nhảm nhí quá đi. Toàn là chuyện tâm phao. Hiromi, đi thôi, rợn hết người à. Hả? Đừng lại gần mình. Bị bản thân phản bội là điểm xấu thứ nhất đó. À, mấy cô, vừa lúc nãy ba con gặp tai nạn, được người ta chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Người ta nói ba con mất rồi. Điểm xấu thứ hai, đúng không? Từ giờ trở đi còn 998 điểm xấu sẽ xảy đến liên tục. Chết sớm thì có khi lại còn hay hơn đó cô gái. Nhật ký sống tích cực của Inoyuko. Lộc. Ngày 11 tháng 11 2014. Sao mình thấy nhớ những ngày đó quá đi. Ngày 16 tháng 8 năm 2014, hôm nay ngủ lại nhà của Megumi. Dạo gần đây lúc nào cũng đi chơi với nhau. Giả như có cậu bên cạnh thì hay biết mấy. Ngày 19 tháng 8 năm 2014, cùng Megumi đi tham quan Shita Kitayawa. Rốt cuộc dạo này chúng mình vô cùng mê mấy trang phục phụ kiện truyền thống. Công nhận hồi xưa vui thiệt đó. Ngày 20 tháng 8 năm 2014, hôm nay cùng ăn trưa với Meguchi ở núi Jekan. Chỉ cần có Megumi đi cùng thì ở đâu cũng vui. Xin được chia buồn cùng gia đình, mình rất mến bạn Yuko. Yuko luôn sống trong trái tim mình, xin được chia buồn cùng gia đình. Lúc đó nếu người tài xế xe tải không say rượu khi lái xe thì giờ này cậu vẫn còn sống rồi. Phải bỏ tù tên tội phạm ấy ngay. Xin cầu nguyện cho cậu an nghỉ. Yuko, sống lại đi. Đi ngủ. Giờ mình đến. Hả? Luôn nha. Còn chút nữa là tới nơi đó. Ai giỡn kỳ vậy? Thôi đi nha. Ai giỡn trò quậy phá vậy? Thôi đi. Cái gì vậy? Inoue Yuko. Sao lại vậy?